Vậy hôm nay mình sẽ test cái con Hitachi TRK W4 này ha. Em nó có một cái bố cục full nhôm nằm ngay chỗ này rất là đẹp, nút thao tác rất là tiện lợi. Anh em xem phần nút bấm full nhôm và rất là to. Đấy. Ở phía đằng trên thì chúng ta sẽ có cái phần giải FM. FM này là 92.3, có thể bắt được rất là nhiều đài ở Việt Nam, gần như là full tần số ha. Rồi, thì bây giờ em sẽ test luôn. Hôm nay làm clip ngắn gọn lại. Đây là cái phần volume nè, đây là cái phần nút nguồn nè, hai cái phần chỉnh tông của chúng ta. Chúng ta nếu mà muốn chơi cái phần radio thì chúng ta sẽ gạt lên đây, FM chuyển đây và dò đài bằng cái cục này ha. Khi mà bằng FE stereo nó sẽ hiện diện đây. Sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện của FPT Viettel trong tương lai, công ty đang kỳ vọng phát triển FPT này. Xin kính chào quý khán giả. Tôi xin được cảm ơn đại tá và chúng tôi trân trọng giới thiệu cùng quý vị phó giáo sư công nghệ giao thông vận tải, nghiên cứu viên 3.000 đồng một ký, sơn da 98.000 đồng một ký, nạc dai 99.000 đồng một ký, chân giò rút xương 108.000 đồng một ký, ba rọi rút xương 168.000 đồng một ký, vân vân. Giá cà phê hôm nay nano nano đông trùng. Ông Thọ, đêm hôm ông chưa đi ngủ. Nano bắt tốt quá hơn. Đông trùng cái gì vậy? Tôi đang sáng tác bài hát cho thực phẩm bảo vệ sức khỏe nano đông trùng hạ thảo. Có phải sản phẩm nano đông trùng hạ thảo ở Thiên Dược ông vẫn dùng hàng ngày đấy đúng không? Ok, xin cảm ơn tất cả các anh em đã chú lắng nghe và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video clip tiếp theo. Nếu thích clip này thì hãy like, subscribe, đăng ký kênh YouTube của LB Audio để có thể cập nhật những cái sản phẩm mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.